giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã nhận thánh từ đạo doanh nhân Matthew Lê Văn Gẫm làm quan thầy. Hạt sống đức tin đã được gieo vãi trên quê hương Việt Nam từ dòng máu các anh hùng từ đạo. Chúng con nguyện theo gương các ngài mà viết tiếp trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam. Chúng con xin được phép tuyên bố sự khởi động cho chương trình tối nay. Thắp sáng lửa yêu thương lần thứ 10. 10 năm qua với sự thao thức và hỗ trợ rất lớn của Đức Hồng Y, giới doanh nhân Công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn đã ra đời, và ngọn lửa đó lúc đầu nhỏ thôi càng lúc càng lớn lên mãi, để trước hết để có thể chia sẻ sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh. Rồi sau đó với học bổng Thomas Thiện mở ra một chân trời cho giới trẻ, cho các bạn sinh viên. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của giáo hội, và đặc biệt với qua giới doanh nhân Công giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn, đó là loạt báo tin mừng mang tình yêu thương đến cho mọi người. 17 năm qua, giới doanh nhân Công giáo là một trong những đoàn thể có nhiều sinh hoạt mang tính chiều sâu và duy trì liên tục. Anh chị em đã giúp nhau phát huy đời sống tin cậy mến theo gương thánh gia, nhằm xây dựng nền văn hóa sự sống, liên kết và hỗ trợ nhau phát triển đời sống kinh tế và xã hội trên nền tảng những giá trị đạo đức từ tin mừng, giúp thăng tiến gia đình và phát triển xã hội được vững bền, cùng nhau góp phần xây dựng giáo phận thành một gia đình yêu thương và phục vụ theo như lòng Chúa mong ước. Ngày lễ bổ mạng giới doanh nhân Công giáo năm nay khá im ắng về tình hình dịch bệnh đang hoành hành tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tôi rất là ưu tư trong những ngày vừa qua. Bây giờ thì các hàng quán đóng cửa, rồi những nơi vui chơi giải trí không còn nữa, không được tập trung đông người nữa. Thì vấn đề đặt ra là vậy thì những cái người sống bằng cái đồng tiền kiếm được hàng ngày sẽ như thế nào? Những người kiếm tiền trên đường phố, những người bán rong, những người bán vé số, những người đi lượm ve chai, tất cả là sống bằng cái đồng tiền kiếm được mỗi ngày. Ngày hôm nay họ không được ra đường, họ không có cái gì hết, thì hiểu rằng ngày hôm nay họ không có gì họ sống hết. Đó là cái nỗi ưu tư của tôi trong những ngày vừa qua. Ngay sau lời kêu gọi của Đức Tổng Giuse về việc chung tay chia sẻ với người nghèo, anh chị em doanh nhân Công giáo đã mau chóng hưởng ứng. Dù rằng tình hình nội tại của chính các doanh nghiệp hiện rất khó khăn, vì phải dừng hoạt động hoặc làm cầm chừng. Đến nay, số tiền đóng góp cho tòa giám mục và trực tiếp trao cho những anh chị em khó khăn đã gần 4 tỷ đồng. Các thành viên doanh nhân Công giáo cùng với Caritas giáo xứ len lỏi vào từng ngách nghẽm để trao tận tay những túi gạo, hộp cơm tràn đầy yêu thương. Đặc biệt, anh Nguyễn Đức Tài, một thành viên của giới doanh nhân Công giáo, đang triển khai chương trình trao tặng 10.000 phần quà qua quỹ Mái ấm Thế giới di động. Mỗi phần là 100.000 đồng để mua nhu yếu phẩm tại hệ thống Bách Hóa Xanh trải dài trên nhiều tỉnh thành. Bách Hóa Xanh đang ưu tiên nhận danh sách người nghèo từ các giáo xứ, Caritas và Ủy ban Mục vụ Di dân chuyển đến. Sứ mạng Chúa trao thật cao cả, và nhờ công tác bác ái, anh chị em doanh nhân Công giáo có cơ hội để đóng góp công sức của mình ở những nơi cùng cực nhất của xã hội. Nơi gương Thánh Quang Thầy, mỗi thành viên doanh nhân Công giáo luôn nỗ lực để trở thành những tông đồ nhiệt thành, hăng say loan báo tin mừng và thực thi sứ mạng tông đồ của người Kitô hữu.